Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, gan được gọi là một nhà máy kỳ diệu của con người. Cơ quan này tham gia hầu hết các quá trình tổng hợp, lọc máu và thải độc để cơ thể ngày một khỏe mạnh. Vậy nên khi gan hoạt động không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, gây nên các căn bệnh như là viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Thật đáng sợ phải không nào? Chắc hẳn bạn sẽ không muốn mình phải sống chung với dương bệnh đúng không ạ? Vậy hàng ngày quý vị khán giả đã thực hiện việc chăm sóc lá gan của mình như thế nào rồi nhỉ? Trong chương trình ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ tới các bạn bí quyết chăm sóc gan rất đơn giản và hiệu quả của các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe với 6 loại thực phẩm được mệnh danh là vua giải độc gan. Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu xem đó là những loại thực phẩm nào quý vị nhé. Sáu thực phẩm bảo vệ gan ai cũng có thể sử dụng hàng ngày. Đầu tiên là trà xanh giúp gan thải độc máu. Trà xanh có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe và còn có thể giải độc gan. Một nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy rằng hợp chất catechin được tìm thấy trong trà xanh có thể giúp chức năng gan khỏe mạnh. Do vậy, nếu bạn uống từ 5 đến 10 tách trà xanh mỗi ngày sẽ giúp chức năng thải độc máu của gan hoạt động được tốt hơn. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong trà xanh cũng có thể chống lại lão hóa, giúp gan khỏe mạnh. Nhưng bạn cần sử dụng loại trà sạch, đảm bảo chất lượng, không thuốc trừ sâu và thuốc bảo quản nếu không muốn bị tác dụng ngược lại. Thứ hai là rau họ cải giúp gan loại bỏ chất gây ung thư. Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải và cải xoăn cung cấp glutathione có thể kích hoạt các enzyme làm sạch độc tố của gan. Đó là lý do tại sao bạn nên chọn rau họ cải vào trong thực đơn hàng tuần để giúp cơ thể sản xuất chất chống ung thư nhiều hơn, từ đó giúp loại bỏ các chất gây ra ung thư và các chất độc khác. Thứ ba là củ nghệ giúp gan giải độc kim loại. Nghệ rất phổ biến và cũng có nhiều tác dụng cho việc làm đẹp, chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. Từ nhiều thế kỷ trước, nghệ đã được sử dụng ở Ấn Độ cho các mục đích y học. Curcumin là thành phần hoạt chất có trong củ nghệ, có đặc tính sinh học mạnh mẽ. Curcumin giúp các enzyme loại bỏ độc tố, trong khi chất chống oxy hóa lại giúp sửa chữa các tế bào gan và hỗ trợ gan giải độc kim loại, đồng thời thúc đẩy sản xuất mật. Cách giải độc gan bằng nghệ được thực hiện như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1/2 chén tinh bột nghệ, 250ml nước ấm khoảng từ 30 cho đến 40 độ, 1 muỗng mật ong, nước ép chanh 2 muỗng và 1/2 muỗng nước ép gừng. Cách dùng như sau. Hòa tan tất cả các nguyên liệu với nhau rồi uống ngay khi nước còn ấm. Bạn cũng nên chú ý, ngoài thành phần curcumin thì nghệ còn có chứa các tinh dầu và chất nhựa. Vì vậy chúng có tính nóng và gây hại cho gan nếu không biết cách sử dụng. Tốt nhất không nên dùng trong thời gian quá dài để tránh xảy ra tác dụng phụ. Thứ tư là trái cây có múi bảo vệ tế bào gan. Các loại trái cây họ cam, quýt không chỉ cung cấp một lượng lớn vitamin C mà còn kích thích gan và hỗ trợ gan tổng hợp các chất độc hại thành các chất có thể được hấp thụ bởi nước. Ngoài ra, trái bưởi cũng rất có lợi cho gan vì có chứa hai chất chống oxy hóa. Hai chất này có thể làm giảm viêm và bảo vệ các tế bào gan, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy rằng trái cây họ cam quýt có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Lý do được các chuyên gia đưa ra là cam quýt có chứa các hợp chất thực vật có thể bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Ngoài ra, hợp chất này còn có khả năng ổn định tế bào, hạn chế sự phát triển đột biến của các tế bào trong cơ thể. Các chuyên gia cho biết sử dụng bưởi thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Thứ năm là tỏi giúp gan chống lại oxy hóa. Tỏi có rất nhiều các hoạt chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Trong đó, lưu huỳnh là chất ít được biết đến hơn, nhưng lại có tác dụng quan trọng trong việc kích hoạt các men gan loại bỏ độc tố. Tỏi cũng chứa một lượng lớn một vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng nồng độ enzyme chống oxy hóa tự nhiên trong gan của bạn. Do đó, bạn nhớ bổ sung tỏi giúp tăng sức mạnh gan để chống lại các tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Bên cạnh đó, việc ăn sống tỏi cũng được xem là cách giải độc gan rất tốt. Nếu không, các bạn có thể dùng tỏi làm gia vị, nước chấm cho các món ăn hàng ngày của gia đình cũng đều được. Tuy nhiên, với việc sử dụng tỏi làm gia vị sẽ làm mất đi một số công dụng của tỏi. Ví dụ như, cho tỏi vào lò vi sinh và bật nút sau 60 giây sẽ làm mất một phần lớn hợp chất chống ung thư trong tỏi. Tỏi dùng trong đun nấu, trong nước sôi sẽ làm giảm đi tính chất lành mạnh vốn có. Không cần sử dụng tỏi thường xuyên hay bắt buộc phải ăn liên tục mới có thể detox giải độc gan. Mỗi ngày các bạn chỉ cần ăn từ 1 đến 2 tép tỏi sống là đủ. Như vậy, lá gan sẽ được bảo vệ một cách hiệu quả nhất khỏi các sắc tố có hại trong cơ thể. Nếu bạn cảm thấy ăn tỏi sống rất khó, bạn có thể kết hợp ăn kèm thêm với một số món ăn khác như rau muống luộc hay rau lang luộc khá là ngon. Thứ 6 là quả óc chó giúp gan giải độc. Quả óc chó có nguồn axit béo omega 3 và axit amin dồi dào,
hỗ trợ các hoạt động làm sạch gan bình thường, đặc biệt là khi giải độc amoniac. Nếu bạn đang có thói quen sử dụng các chất không lành mạnh như thuốc lá, bia rượu, hãy nhớ bổ sung quả óc chó vào trong chế độ ăn hàng tuần để giúp gan giảm tải gánh nặng. Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng lá gan của chúng ta đảm nhận hơn 500 vai trò khác nhau trong cơ thể, là cơ quan quan trọng đảm bảo hoạt động sống của con người. Ngoài ra, lá gan và các cơ quan khác còn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một khi lá gan bị tổn thương thì sẽ kéo theo các cơ quan khác gặp vấn đề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của chúng ta. Vậy ngoài việc giải độc gan mỗi ngày, chúng ta cần làm gì để bảo vệ lá gan luôn khỏe mạnh, tránh sự tàn phá của các tác nhân gây bệnh? Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để làm được điều này đó là duy trì một lối sống khoa học ngay từ các thói quen sinh hoạt quen thuộc nhất mỗi ngày. Chỉ bấy nhiêu thôi đã giúp chúng ta có một lá gan khỏe mạnh và một cơ thể dẻo dai khỏe khoắn toàn diện rồi đấy. Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu xem đó là những thói quen gì quý vị nhé! Nếu bạn có thể làm những điều này, cơ thể sẽ thực sự khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Thói quen đầu tiên là hãy tránh xa rượu bia, cách tuyệt vời nhất để bảo vệ gan. Các nghiên cứu liên quan đã phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ do rượu trong vòng 10 năm là 92% đối với những người có lượng cồn hàng ngày trên 160g. Vì vậy, việc bảo vệ gan của mỗi người nên bắt đầu từ việc kiêng rượu, ngoại trừ một lượng nhỏ rượu vang đỏ, không nên uống quá nhiều rượu bia. Nếu bạn không thể tránh uống rượu hàng ngày, hãy uống một ít trà rễ cây bồ công anh sau khi uống rượu bia. Bồ công anh có thể giúp thúc đẩy giải độc gan, cải thiện sức sống của tế bào gan, có tác dụng lợi tiểu tốt, có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất độc hại ra ngoài cơ thể qua đường nước tiểu, thúc đẩy giải độc thận, giúp giảm gánh nặng cho gan. Thói quen thứ hai là nhai kỹ, tăng khả năng thúc đẩy tiêu hóa, chống béo phì và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhai mỗi miếng từ 15 cho đến 20 lần để giúp tiêu hóa tốt và tránh tăng cân. Mỗi bữa ăn của bạn cần duy trì trong ít nhất là 20 phút. Nói chung, nhai mỗi miếng thức ăn từ 15 cho đến 20 lần để giúp tiêu hóa tốt, tránh tăng cân và giảm căng thẳng cũng như lo lắng. Nhai ít hơn đồng nghĩa với việc cho phép mọi người ăn nhiều thức ăn hơn, tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Trong khi nhai kỹ có thể giúp tiêu hóa và hấp thụ rất tốt mà không cần ăn quá nhiều. Thói quen thứ ba là ngủ trước 11 giờ đêm, giúp cơ thể giải độc và bảo vệ sức khỏe ở mức tối ưu. Trong cuộc sống thực tế hiện nay, có rất nhiều người sẽ không thể đi ngủ trước 11 giờ tối và ngày càng có nhiều người ngủ muộn. 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng là giai đoạn tốt nhất để gan thực hiện vai trò dự trữ máu và giải độc. Nuôi dưỡng gan là nuôi dưỡng sự sống, sức khỏe của gan có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Thức khuya trong thời gian dài không chỉ gây hại cho sức khỏe của gan mà còn dễ gây ra mất ngủ, lo lắng, gây rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch, dễ mắc bệnh, dễ dẫn đến giảm hiệu quả trong học tập hay công việc. Việc bồi bổ gan đầu tiên là phải duy trì thói quen đi ngủ trước 11 giờ và tốt nhất là khoảng từ 10 giờ 30 là có thể đi ngủ. Để 11 giờ bạn ở trạng thái ngủ sâu, có lợi cho máu, về gan và giải độc, đảm bảo sức khỏe chung. Những người hay thức khuya nên tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, nên chọn những thực phẩm chất lượng cao, ít calo, ít chất béo và giàu vitamin để chống lại mệt mỏi. Thói quen thứ tư là uống đủ nước. Cơ thể chúng ta có tới 70% là nước, không phải chỉ uống nước khi khát mà nên uống nước trong ngày, đảm bảo ngày uống khoảng từ 1,5 cho đến 2 lít nước. Việc cung cấp cho cơ thể đủ nước cũng là làm sạch lá gan và thận của mình. Ngoài ra, một số nghiên cứu về con người đã chỉ ra rằng 73% cấu tạo não bộ và trái tim của con người là nước, phổi có đến 83% là nước, da người có 64% là nước. Con số này cũng tương tự đối với cơ bắp và thận, ngay cả xương cũng có 31% cấu tạo từ nước. Việc cung cấp đầy đủ nguồn nước uống sạch và an toàn cho cơ thể sẽ giúp ích rất nhiều cho các hoạt động của hệ cơ quan bên trong cơ thể. Ngoài ra, để bảo vệ lá gan của mình tốt hơn, bạn hãy uống một cốc nước chanh vào buổi sáng. Chanh giàu vitamin C và axit citric vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể, vừa giúp gan tống khứ các chất độc ra khỏi cơ thể, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gan rất tốt. Có thể uống một ly nước chanh vào buổi sáng, nhưng nếu bị đau dạ dày thì bạn không nên thực hiện cách này vì như vậy sẽ làm bệnh tình thêm nặng hơn. Uống ly nước chanh vào buổi sáng sớm chỉ áp dụng cho những người không bị bệnh liên quan đến dạ dày. Thói quen thứ năm là ăn nhiều rau xanh. Các loại rau lá xanh, củ cải đường, cà rốt, bắp cải, cải xoăn, cải lá xanh và các loại rau khác rất tốt cho gan. Hành tây, tỏi, bông cải xanh là những loại rau có chứa lưu huỳnh rất cần thiết giúp tăng cường chức năng giải độc của gan. Giải độc gan cần nhiều chất dinh dưỡng đáng kể để gan có thể hoạt động tốt. Bởi vậy, phải bổ sung lượng khoáng chất cao và các loại vitamin. Thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể làm gián đoạn quá trình giải độc tự nhiên.
Rau xanh dễ tiêu hóa, có chứa nhiều chất xơ, không chỉ tốt cho gan mà còn rất tốt cho cả cơ thể. Ngoài ra, nên hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ chiên xào vì dầu mỡ là những thực phẩm khó tiêu, nhiều chất béo khiến gan phải hoạt động nhiều hơn. Thói quen thứ 6 là giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Người ta nói tức giận hại gan, vì thế những người thường xuyên tức giận, thường xuyên căng thẳng có nhiều nguy cơ mắc bệnh gan. Vì vậy, nếu bạn duy trì được tinh thần lạc quan, vui vẻ sẽ giúp giảm gánh nặng cho gan. Hãy luôn duy trì cho bản thân mình những năng lượng tích cực để bảo vệ sức khỏe và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Thói quen thứ 7 là không sử dụng thuốc bừa bãi. Một số thuốc nếu không có chỉ định của bác sĩ, nếu tự ý sử dụng với liều lượng không đúng chỉ định có thể dẫn đến nhiễm độc gan do thuốc, cơ thể nổi nhiều ban đỏ, sốt, bị phù, ngứa ngáy, chán ăn, buồn nôn và chướng bụng. Một số trường hợp có bệnh về gan, tự ý mua thuốc có thể khiến bệnh càng thêm nặng vì khiến gan gia tăng gánh nặng chuyển hóa. Và cuối cùng, thói quen thứ 8 là chủ động tiêm phòng các bệnh viêm gan. Các bệnh viêm gan virus như viêm gan A, viêm gan B hiện nay đã có vaccine tiêm phòng. Vì vậy, bạn và gia đình nên chủ động tiêm phòng để tránh được nhiều nguy cơ mắc bệnh. Đây đều là những bệnh nguy hiểm, đặc biệt là viêm gan B là nguyên nhân của 80% các trường hợp bị ung thư gan. Ngoài ra, với bệnh chưa có vaccine phòng tránh như viêm gan C thì bạn cần tránh các nguồn lây nhiễm như tránh tiếp xúc máu của người lạ, quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung dụng cụ xăm hình, châm cứu, bàn chải và dao cạo dầu. Quý vị thân mến, như vậy chỉ với những thực phẩm đơn giản, dễ kiếm và các thói quen hàng ngày là bạn đã có thể bảo vệ lá gan luôn khỏe mạnh. Chúc quý vị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.